Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây đã làm việc trực tuyến với Johnson Johnson trao đổi về vấn đề nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Đại diện Johnson Johnson đánh giá cao công tác phòng chống dịch hiệu quả của Việt Nam. Về khả năng cung ứng vaccine COVID-19 của Johnson Johnson, đại diện Johnson Johnson cho biết hãng đã tham gia cơ chế COVAX với cam kết cung ứng 200 triệu liều từ nay cho đến cuối năm 2021 phía johnson johnson cam kết sau cuộc làm việc với bộ y tế johnson johnson sẽ nỗ lực triển khai tất cả các giải pháp để thúc đẩy nhanh quá trình cung ứng vaccine của johnson johnson qua cơ chế covax làm sao để việt nam có vaccine của johnson johnson sớm nhất đồng thời phía johnson johnson cũng cho biết đã có kế hoạch để nộp hồ sơ đăng ký vaccine johnson johnson tại việt nam đại diện của johnson johnson cho biết hãng sẽ nghiên cứu khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho việt nam